99% các cái spa thủ công ngoài kia không muốn anh em biết những điều này. Ngày hôm nay thì nóc nhà của mình sẽ hướng dẫn anh em cách cắt tỉa cho mấy bé bút đồ baby anh em nhá. Ok, vào việc luôn. Muốn cắt lông cho một bé bút đồ baby, trước tiên chúng ta cần những dụng cụ như sau ạ. Đầu tiên là một chiếc lược, khi cắt mặt chúng ta cần cắt bằng kéo cong và một chiếc tông đơ ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ trải lông vùng mặt ra. Lông hướng nào mình trải hướng đấy mọi người ơi. Cắt một đường ngang mắt này. Các bé bút đồ baby này rất là nghịch mà khó cắt hơn các bạn bé trưởng thành ạ. Tông đơ để làm gì ạ? Mình sẽ cạo cái lông cái vùng mắt để cho các bé không bị chảy lông mắt nhá. Sau khi cạo lông vùng mắt chúng ta sẽ cắt, tiếp tục cắt cái lông ở quanh mồm các bé đi này. Ba nhá, kéo đơn giản thôi là mặt bé cún đã xinh rồi anh em ơi. Sau khi cắt lông vùng mắt xong này, chúng ta sẽ cắt lông dưới cằm các bé. Cắt lông dưới cằm này để giúp cho các bé ăn không bị dính vào cằm và không dính vào mép nhiều mọi người ạ. Chó con thì nó sẽ hơi khó làm hơn so với chó to một chút, nhưng mà nếu mà chúng ta sẽ chịu khó, chúng ta làm cho các bé thường xuyên đấy, duy trì mật độ tức là 15 hoặc 20 hôm chúng ta làm một lần đấy. Cái kiểu gì kiểu nó sẽ đỡ dần anh em ạ. Vậy là mình đã cắt xong một bé bút đồ baby đây. Và nhát kéo đơn giản thôi, chúng ta đã có chú cún rất là xinh xắn luôn ạ. Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi. Cũng solo hip hop cùng với trai bản nhưng mà thôi. Anh thử vào trong câu rap cho em dính cả thính cả môi. Nhà em có mấy quả đội thì anh cũng tính cả rồi.